Chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì mình đang đứng trong một cái vườn nha. Thì trời mưa, hôm nay khá là mưa luôn. Không thể đi chỗ xa xa quay cho người xem được. Hiện tại mình đang leo trên cây luôn mọi người. Lên trên cây nó rất là cao luôn. Đó, để mà quay cho nó rõ xíu nha. Thì anh em mình hôm nay tính là nướng, không phải luộc một nồi khoai lang nha. Khoai lang thì mình có mua chiều hôm qua rồi. Bây giờ thì trời nó hơi mưa xíu á, cho nên đốt lửa nó cũng hơi là khó nha. Thì khoai lang là một món ăn rất là quen thuộc đối với mọi người. Từ hồi nhỏ mình thường đi học, mình không có tiền, mình cũng thường ăn khoai lang để mà trong đó những ngày mà mình đi học sáng sớm á, để mình làm cái món này để nhớ lại những kỷ niệm của tuổi thơ nha. Thì bây giờ anh em mình sẽ làm khoai lang luộc để mà lát nữa ăn cùng mấy đứa em này nha. Giờ mình xuống để phụ luộc thôi nha. Thì chúc mọi người buổi sáng nhiều niềm vui nha. Giờ mình sẽ cuốn lá chuối vô nha. Đây. Rồi, lá chuối nó bị rách tùm lưa hết trơn rồi. Cái này nếu cuốn hai lớp, cái này mình cuốn một lớp nó bị rách rồi. Mình sẽ luộc với lá chuối nha. Đây. Đây. Mình cho thêm một lớp nữa. Đằng này nó lì thiệt á. Ngồi im coi. Rồi. Cuốn vô. Này, lá già quá mọi người. Kiếm cái lá nào non non mình quấn này, lá già quá, lá già quá cuốn không, nó không có được đều. Mình sẽ bỏ vô đây nha. Nhưng mà mình có lá dứa thì mình luộc nó cũng rất là thơm, thơm hơn chứ, thơm hơn lá chuối. Lá chuối thì không bằng. Rồi mình sẽ đổ nước nha. Đó, mình đổ nước vô, canh vừa tập. Nước này mình lấy nước ở nhà luôn mình. Sao nước sạch luôn. Rồi mình đậy nắp lại. Rồi giờ chờ lửa cháy to, mình bắt nồi lên lửa là mình nấu. Giờ khoai lang vừa cũng lại chín rồi nha mọi người. Giờ mình sẽ vớt qua nha mọi người nè. Rất là đẹp luôn, màu nè, vàng khè luôn. Mình luộc với lá chuối này, mùi nó rất là thơm luôn. Giờ mình sẽ kêu thằng em mình lấy cái thau này, mình bỏ ra một chút nước lạnh rồi mình cho nó nguội rồi mình ăn nha. Rồi nó lấy cái thau đi thì. Đây các bạn. Rồi, tìm nha các bạn. Rồi mình sẽ múc từ từng cục một nha. Ui. Đó. Rồi, rất là thơm. Đây nè. Nó bốc khói luôn. Nó rất nóng quá. Cái này chín chưa ta? Cứng hả? Chín chưa? Chín rồi đúng không? Còn cứng mà. Mình múc cái chín này rồi. Trước đi. Cái này trước đi. Này chắc chín rồi đó. Rồi múc. Rồi, đây. Wow, nóng quá. Mình có cần chân không? À, chân, biết được. Chân cho nó thơm. To quá mày. Này nè. Rất là to. Đây, mình sẽ múc cái to trước. Rồi, rồi nhiều luôn. Ui, to rồi nè. Nặng quá. Giờ là cái mình sẽ chưng thêm một lần nữa nha, để mà cho nó ráo nước á mọi người, để mà ăn cho nó ngon hơn. Rồi, đang lửa thì mình không cần nhiều đâu, mình chỉ để cho nó có cái than vừa vừa là mình chưng là được nha. Giờ mình chưng xong cho nó ráo nước hết xong rồi mình sẽ thưởng thức thôi. Đâu? Đây mời mọi người ăn một miếng khoai lang luộc với anh em tụi mình nhé. Đây khoai lang này rất là giòn và rất là thơm luôn. Đây, mời mọi người nhá. Chào mọi người nha. Mời mọi người nha. Bột mà nó béo nữa.
Cái này mình ăn dễ cắt nước lắm. Rất là no. Bột đúng không? Tròn. Hồi nãy mình tính nướng á, nhưng mà không có cái than, không nướng được. Đó. Rồi. Mình ăn vậy luôn, thức qua coi. Thấy không miếng. Đó. Rất là ngon. Mỗi khi mà đi học hồi xưa mình có cơm ăn, mình cũng thường nướng qua lan vậy. Rất là thơm. Luộc chứ. Nhưng mà mùa này mùa mưa á, mưa mít luôn. Không có nắng. Còn nắng thì mình nướng nó thơm hơn. Lửa nãy giờ mình nấu thì nó không cháy giờ, bây giờ nó cháy. Nó là thơm. Bột béo này. Nướng cá nhiều đúng không? Cá thịt nhiều mà. Giờ mình ăn coi lan thử. Coi đơn giản vậy rất là thơm. Là mọi người hôm nay đủ tem rồi nha. Nhìn nè. Nóng. Mùa lạnh lạnh rồi mình ăn khoai lang luộc mà. Rất là thơm. Còn lại nó ấm nữa. Cái này nó chưa hơi chín nè. Nó còn cứng. Cái này luộc mà tầm khoảng 1 tiếng á. Rồi đi củi nó mùa mưa này nó không có khô á. Củi nước đúng không? Mình luộc nó không có chín. Nó còn cứng quá. Mình ăn cái phần trên thôi mọi người. Phần trên thì nó chín rồi. Còn phần dưới này nè, nó còn cứng lắm, chưa chín. Nó rất là cứng. Ngọt, ngọt nước. Này gọi là ăn cơm. Này mưa, trời nó không mưa nha. Kiểu nó áp thấp nhiệt đới, nó cứ mây đen nó bao phủ không, không có nắng chút nào luôn. Cứng quá mọi người. Ồ, cái này uống đi. Nhưng mà mình cũng phải uống nhiều nước á. Hồi xưa mình đi học mình ăn cái này uống rất là nhiều nước, đem nhiều nước lắm mà. Còn một số ít thì mình nhường cho hai đứa em nó ăn nha. Tại vì mình ăn giờ nó cũng hơi no rồi. Để chờ ăn cho hai đứa em nó ăn đi. Ăn hết không? Ăn hết thì mình được. Nếu mà trời đẹp đẹp thì mình sẽ vào trong rừng kiếm mấy con cá này kia để quay cho người xem. Thì hôm nay trời khá là mưa cho nên không thể vào trong rừng được. Thì chúc mọi người một ngày mới nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha. Nếu mọi người cảm thấy video này hãy nhấn like và nhấn đăng ký ủng hộ kênh anh em mình nha. Giờ anh em mình cũng phải kết thúc video tại đây để đi về nha mọi người. Chào mọi người nha.